chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đăng Vy Beauty. Và video ngày hôm nay thì để thêm thú vị hơn thì Vy đã có mời một người bạn rất là thân với Vy, đó là Thị Muối. Hello, xin chào mọi người. Thì với phòng kem nền thì Vy sẽ sử dụng Focolor. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đăng Vy Beauty. Và video ngày hôm nay thì Vy đã có mời một nhân vật rất đặc biệt. Đó là Thị Muối. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề gì ha? Hôm nay thì mình và Vy sẽ quay một cái video về chủ đề là những sản phẩm make up giá rẻ mà tụi mình yêu thích và sử dụng thường xuyên. Thì video này á, mình đã được mọi người gợi ý từ rất lâu rồi, nhưng mà nói chung là không biết tại sao bây giờ vẫn chưa quay. Tại vì hai tụi mình hợp xong cái hợp bích thì mới có được một video ngày hôm nay. Nên là hôm nay thì tụi mình đã ngồi và lựa ra một số sản phẩm giá rẻ mà tụi mình cảm thấy có thể sử dụng tốt và phù hợp với các bạn học sinh sinh viên để làm nên cái video này. Mong là mọi người sẽ yêu thích nó nha. À quên. Trong video thì sẽ xuất hiện một cái bạn đây. Đến chơi cùng với tụi mình thôi. Và như các bạn thấy là nhìn cũng khá là hợp với không gian xung quanh, nên mọi người có thể coi giống như là một vật trang trí nhỏ thôi chứ cũng có gì. Chuyện đó là như vậy đó. Em bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu video luôn nha. Mong mọi người sẽ theo dõi hết video và subscribe cho cả YouTube channel của Vy và của mình. Cảm ơn. Ok, sản phẩm đầu tiên mà chúng mình sử dụng sẽ là kem lót. Thì đây là loại kem lót mà cả hai đứa đều rất là thích. Maybelline Baby Skin Pore Eraser, cái tip màu xanh bạc hà mà rất là nhiều bạn dùng á. Đây là một dạng kem lót mà dạng silicone và nó sẽ không có màu như thế này. Thì nó cái này mấy bạn chỉ dùng cho những khu vực nào mà lỗ chân lông to thôi, để mình có thể kiểu là lấp đầy lỗ chân lông và làm cho da mình mịn màng. Hình như là nó sẽ giúp các bạn kiềm dầu tốt hơn, rất là phù hợp với mấy đứa lỗ chân lông to như cái hố đen vũ trụ. Vy thì Vy cũng ít xài cái loại này đó, nhưng mà thỉnh thoảng thì hay xài ké của bạn Hợp á thì cũng khá là thích. Nhưng mà tại vì da của Vy thì cũng có rất là ít lỗ chân lông ở trên á, cho nên chỉ sử dụng ở những cái vùng xung quanh mũi thôi. Nhắc lại bức. Thì với phần kem nền thì Vy sẽ sử dụng em này. Đây là Focolor Air Fluid Foundation màu số 20 Natural. Còn hộp thì vẫn là kem nền quen thuộc của hộp thôi, Maybelline Fit Me dòng Matte & Poreless, dành cho da từ thường đến hỗn hợp dầu và da dầu. Thì cái kem nền này thì Vy cũng sử dụng rất là nhiều nếu như mà các bạn hay theo dõi các kênh Facebook của Vy á. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vy muốn đem lại cho các bạn nhiều cái sự lựa chọn hơn, cho nên tụi mình sẽ cố gắng tìm những cái sản phẩm dưới 300 ngàn mà chất lượng mà tụi mình thích để mà review cho các bạn nha. Cái kem nền này nó lỏng đến mấy lỏng như vậy luôn nè. Cái này che phủ nó không có cao, nói chung là sẽ phù hợp với những bạn da ít khuyết điểm. Còn da mặt nhiều khuyết điểm nên là hợp vẫn thường hay sử dụng Fit Me. Chắc cũng dùng được 3-4 chai rồi. Nghe sợ. Thì Vy sẽ tán nền bằng tay luôn, còn hợp thì sẽ dùng bông mút để mà tán. Hợp dùng mút tán của Kirsten đó mấy bạn. Thì dành cho những bạn nào mà chưa biết về cái sản phẩm này thì nó sẽ có cái độ che phủ rất là tự nhiên. Hay nói cách khác là nếu như mà các bạn chỉ đánh một lớp mỏng thì nó sẽ không có độ che phủ luôn. Còn nếu như mà các bạn đánh từ 2 đến 3 lớp thì độ che phủ sẽ cao hơn một xíu. Và Vy cảm nhận là cái này nó có rất là nhiều ẩm luôn á, cho nên những bạn nào mà da khô thì vẫn có thể dùng được. Còn kem nền mà hợp dùng là Maybelline Fit Me thì dùng trong rất là nhiều clip rồi, thì mọi người cũng biết là độ che phủ của nó thuộc trạng từ trung bình đến cao và có thể mọi người có thể trồng lớp để tăng thêm độ che phủ. Thì cái dòng của Fit Me á, nó có cái lớp finish là bám lì rất là tự nhiên trên da, và nó cũng rất là ít khi làm cho da của hợp bị cakey, trừ trong trường hợp là da đang bị khô tróc quá nặng thôi. Nói chung là rất là ưng, nên là mọi người biết đó, mấy chục video rồi hầu như video nào cũng xài em nó, nên chắc mọi người cũng không thể nào mà không biết được cái sự yêu thích của hợp dành cho kem nền đó, đúng không? Còn về che khuyết điểm thì hôm nay hợp đang dùng là Maybelline Fit Me. Che khuyết điểm này thì nó có độ ẩm cao mà độ che phủ của nó thì cũng không tốt lắm. Nếu như mà dùng thì họ sẽ dùng cho những khu vực quầng thâm mắt và những chỗ không đều màu, còn thâm mụn thì sẽ là đờ sen, rất là quen thuộc rồi. Thì che khuyết điểm thì Vy thường sử dụng 3 loại. Thì ngày hôm nay thì Vy chỉ mang cho các bạn tới 2 loại thôi, là của đờ sen thì cái màu mà Vy sử dụng là 1.5, còn hộp thì dùng 2.02, thì dành cho những bạn da tối màu hơn một xíu. Ngoài ra thì Vy cũng có sử dụng thêm cái em này của Clio Q-Fover, và sử dụng thêm một em nữa là của Maybelline luôn, là Maybelline Instant Air Require. Và cái loại đó thì nó che phủ yếu lắm, nhưng mà tự nhiên. Còn đã xem thì Vy sử dụng cho vùng thâm và những cái đốt mụn. Chắc trên da đây thì chỉ có vùng thâm mắt thôi. Nha.
Đợt rồi Tết đó, nói chung là cũng ăn uống không điều độ, với lại thấy thức khuya hơn nên là mặt lại lên một bãi chiến trường khác. Thật đáng sợ, Tết nhất thật đáng sợ. Vì cả Vi và Hợp đều sử dụng má hồng chẳng kem nên tụi mình sẽ dùng má hồng trước kia đến phấn phủ. Và cái dòng má hồng hôm nay mình dùng này, phải kéo của bạn Vi, là má hồng của Chi. Chi như là Chi. Đây là một hãng mỹ phẩm của Thái. Màu nó xinh lắm nha. Hợp đang cầm trên tay là màu Red Jam. Thì nếu như bạn nào đã xem rất là nhiều video của Vi về makeup á, thì các bạn cũng biết là Vi sử dụng cái sản phẩm này rất là nhiều. Thì giá của em này chỉ có 70.000 cho một cái chiếc như thế này thôi, nhưng mà xài rất là lâu luôn. Thì cái màu mà Vi sử dụng là màu Red Wood. Đọc đúng không ta? Màu Wood, cổ Red Wood. Đó, thì Vi sẽ test thử lên tay cho bạn xem nha. Đối với má hồng mà chẳng kem như thế này thì Hợp thường hay dùng tay tắm hơn vậy. Màu xinh chứ không? Xinh dã man. Khi mà đánh má hồng nhạc kem thì Hợp thường hay dùng tay tán luôn cho nhanh. Tay cũng vậy. Chúng ta đều giống nhau vậy thôi. Nếu như mà các bạn dùng những cái sản phẩm khác đó, thì Vi nghĩ là nó sẽ ăn cái màu vào hết cái bông phấn hay là cái cỏ. Nên tốt nhất là có phải dùng tay đi. Trộn lên màu ghế dễ sợ thì tao quyết định là sau khi tao quay xong video này tao sẽ hát cái này của mày. Cho mày cái đó đó. Không cần mày hát nữa rồi. Cứ một cái quần thôi chúng ta. Ôi màu này xinh quá à. Thế là nó giữ cũng lâu á. Tại tao xài tao thấy xài tao đi cà phê cả ngày luôn, thấy về cái má cũng vậy. Mày cái lớp nền nó sỉnh xuống thôi, cái má nó vẫn hồng. Đây là tai nạn thường gặp đó mấy bé. Trong phát bội ghê mày. Sau đó thì mình sẽ sử dụng bông mút cushion để mình dặn đề lên một chút để cho cái màu nó giảm bớt. Thì Vi sẽ theo kiểu là Vi sẽ cho thêm một ít lên mũi nữa. Chánh dễ thương. Nó có cái sự liên kết giữa hai cái né. Mày đẹp lố quá. Và về phấn phủ thì đối với những sản phẩm phấn phủ giá rẻ thì Hợp rất là đánh giá cao cái clip này. Đây là cái dòng mà có cái hình có một cái mông hình trái đào ở trên hồ đó mấy bạn. Ừ. Cái phấn của cái mông quá ghê. Giống mà nè, mọi người thấy giống cái mông không? Không, không hề, đúng không mọi người? Giống hả? Ok fine. Ý là cái này nó cũng có độ che phủ nhẹ nhẹ thôi mấy bạn. Thì mình sẽ dùng cọ cái đầu nó to nhưng mà hơi bằng một chút như thế này dặm vào đây. Sau đó dặm lên mặt một cách nhẹ nhàng, từ tốn tình cảm, nó yêu dịu dàng nha mọi người. Vậy còn Vi thì Vi vẫn hay sử dụng hai sản phẩm cùng lúc là cái Innisfree này với lại cái phấn đào Eclipse. Tại vì thường dạo gần đây thì cái quầng thâm mắt của Vi nó nhiều quá, với lại nó có nhiều nếp nhăn nữa. Cho nên khi mà Vi sử dụng... Mày già rồi. Tao còn trẻ. Thì sau khi mà Vi sử dụng kem che cái điểm xong á, thì Vi sẽ dùng cái này Vi baking lại á, một lớp mỏng thôi để cho giữ cái phần dưới mắt đó nó đỡ bị nhăn hơn. Sau đó Vi sẽ phủ lại bằng toàn thể, phủ lại toàn bộ khuôn mặt bằng cái phấn Eclipse. Thì thật là hôm nay á, hai đứa làm video không có một cái kịch bản hay cái gì luôn á. Lên cái là nói thì cái thằng nói này là lỡ có sai gì thì mọi người thông cảm nha. Thì sau khi mà Vi sử dụng ở phần dưới quần mắt xong á, thì Vi sẽ phủ còn ít phấn thì Vi sẽ phủ ở những cái xung quanh như là những cái vùng mà Vi đổ dầu. Đó, cái vùng này nè, đổ dầu. Hợp thì Hợp sẽ phủ phấn toàn mặt, tại vì mặt Hợp sẽ nằm đổ dầu hết. Thì ta cũng phủ phấn toàn mặt nhưng mà ta sẽ phủ nhiều nhiều ở phần này trước. Các bạn có thấy không? Tại vì cái nhìn cái phần này nè, nó kiểu như sao ta? Nó mịn lì đó, kiểu mờ mờ blur blur đó. Đó, rồi những vùng xung quanh thì Vi sẽ phủ bằng Eclipse. Hôm nay thì cả Hợp và Vi đều sẽ sử dụng Butter Bronzer. Cái này rất là nổi tiếng rồi và màu này là màu bronzer luôn. À, màu bronzer luôn. Hợp sẽ dùng cây cọ này, cọ mận của Vi để tạo khối cho khuôn mặt. Mình khi mà tạo khối thì mình sẽ dặn. Mọi người sẽ dùng cái thao tác dặn như thế này để cho phấn nó tác vào khuôn mặt một cách nhẹ nhàng, sau đó phải nhìn nó lên trên. Đó là khối vùng gò má nha. Còn xung quanh mọi người sẽ phải đánh khối xung quanh chỗ chân tóc nữa nè. Rồi phần xương hàm nữa. Nó rớt cái chắc tao chết quá. Sinh mạng của tao đó. Tiền không đó mấy bạn. Nhưng mà nói gì chứ cái này à, bao nhiêu? 290. Ừ rẻ. Sắp sắp xỉ 300 ngàn đó mấy bạn. 10 ngàn nữa là đủ. Xài cũng lâu lắm luôn. Mình sẽ hấp vào trong như thế này để cảm giác của mình nó thơm hơn. Khi mà tạo khối cho gương mặt xong thì Vi sẽ tạo xong mũi cho mũi được cao cao hơn và thon gọn hơn. Thì
Thì bình thường Vi sẽ không có dùng cái sản phẩm Butter Bronzer này để tạo phối cho sống mũi, tại vì nó có hơi nâu vàng một xíu á. Cho nên Vi sẽ dùng cái em này. Đây là phấn kẻ lông mày của The Face Shop. Thì cái loại này thì chắc hẳn là các bạn cũng biết nhiều hơn. Thì nó có hai màu như thế này, một màu là màu xám và một màu là nâu xám. Thì mình sẽ sử dụng hai màu này để tạo sống mũi luôn. Nhìn nó sẽ rất là tự nhiên. Đây, như bạn muốn ra đánh rồi đó. Trùng hợp hết. Khi mà các bạn tạo khối cho vùng sống mũi á, thì mình có một cái lưu ý là nếu như mà muốn sống mũi của các bạn cao á, thì các bạn nên tập trung vào cái chỗ này. Cái phần hốc này của các bạn á, nó càng sâu á, thì nó sẽ làm cho các bạn có ảnh hưởng cái mũi càng cao lên. Và ở cái phần đầu mũi á, các bạn nên đi hướng vào trong một chút xíu. Đây là cái tip phù hợp thôi, là các bạn nên đi hướng vào trong một chút xíu để cái phần đầu mũi mình nó cảm giác nó nhỏ hơn á. Thì mình sống mũi mình trông sẽ cao hơn. Chú ý cái chỗ này, tan chỗ này cho nó đều và nó mịn ra. Thì nếu mà các bạn muốn làm cho hai cái cánh mũi nó thon hơn, nó gom vào hơn á, thì các bạn cứ đánh như thế này. Một chiếc sọc mũi dọc dừa thánh tụ. Còn gái này lắm, gái này lắm chưa sao cái bị nhiễm cái dạng. Khóc thiệt luôn hả? Ừ, vui thiệt. Rồi. À, về phần kẻ mày thì ngày hôm nay cả Vi và Hợp đều sẽ sử dụng Lemonade One It Got It Duo Eyebrow Pencil, đúng không? Một đúng rồi, chính hàng. Thì cái này á, nó sẽ có một cái đầu cọ như thế này và đầu kia, đầu này là đầu chỉ kẻ. Thì nó mảnh hơn so với những cái loại khác khá là nhiều. Và đầu bên này sẽ là mascara cùng màu. Thì thực sự là trong số các loại chì da liễu mà Hợp từng dùng thì Hợp rất thích cây này luôn, thích hơn những cây khác luôn á. Tại vì cái chất chì của nó rất là mịn mướt và dễ ra. Nhưng mà nó có cái khuyết điểm đó là mấy bạn chỉ có hai màu để lựa thôi. Nó cũng màu sắc nó không đa dạng lắm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không có cái đầu cọ chải để cho tụi mình chút mình chải khi mà cái lên mình kẻ lông mày để cho cái màu nó mịn ra, nên là mình sẽ phải dùng thêm một cái cây con. Thì bởi vì tóc Vi đang là nhuộm màu nâu hơi sáng á, thì Vi sẽ sử dụng màu natural. Còn Hợp thì là màu dark. Dark brown. Ừ, dark brown. Thì Vi sử dụng 02 nha. Vẽ xong rồi, một bên rồi á, đó, như bạn thấy là cái chất chì á, nãy giờ Vi chưa tán luôn mà nó đã được như vậy rồi á. Nó khá là mịn. Ừ. Đây, cây cọ, mày không có cây. Tao không có tán. Thì giờ tao dùng cái cây này luôn. Cái cây nhuộm lông mày nè, cho mặt cái lông mày, mẹ nhuộm lông mày. Thì nó có màu, nó cũng nhuộm lông mày ta thành nâu nâu, sáng sáng được bộ. Mày cả quá đi. Không, em cả. Khi mà Vi chuốt cái mascara này á, thì những cái cọng lông mày của Vi á, nó đứng mà nó giữ được rất là lâu nha. Và nó còn hình như là không có trôi đúng không? Tao không biết, nhưng mà mình giữ được cái lông mày này cả ngày luôn á. Thì có điều kiện đi nước này nó không biết là có trôi không. Ừ. Nhưng mà ở điều kiện thôi. Lạnh chích mè. Còn không tắm nữa. Nhìn rất là đẹp. Mắt thì thật sự là hầu như các bạn phấn mắt của Vi và Hợp dùng đều là mấy hãng mid-end hoặc là high-end của Âu Mỹ á, nên là ngồi lựa được hai bản giá rẻ thực sự là rất là khó. Xong rồi hai đứa đã lựa được hai bản của Phong Calua, mà thật ra thì hai bản này là do Vi mua, nhưng mà cái bản này là Vi mua tặng quà sinh nhật cho Hợp, nên là Hợp có bản này. Đây là bản có 15 màu mắt của Phong Calua mà được đặt tên theo mấy cái thành phố. Cái bản của Hợp là bản Turkey và cái tông màu chủ đạo của nó là tông tím. Còn bản của Vi là bản Paris. Thì ở đây thì hình như là nâu cam nhiều. Bản này mà tự nhiên Vi cũng không hiểu vì sao nó lại có xuất hiện cái màu vàng với màu xanh này, và giống như bạn và có thêm cái màu tím nữa. Mình thích thì mình cho thôi. Ok fine. Thì hôm nay hai đứa sẽ dùng trong hai bản hóa thôi, có thể là sẽ xài lộn qua lộn lại, nhưng mà cũng chỉ trong hai bản hóa mắt này mới có thể mua được. Thì 200 ngàn. Ừ, dưới 200 ngàn thôi. Nói chung là đẹp, rất rẻ mà cái chất nhũ rất đẹp luôn, và nó có cái gương rất là to này. Để Vi ví dụ một cái nhũ cho các bạn xem nha. Vi sẽ ví dụ một cái nhũ. Trời ơi, tức là nó lên rất là đều, rất là đẹp luôn. Cái bản này thì nó có một cái màu kira kira như thế này, kiểu là glitter dạng to các bạn. Ừ. Nó có hình ngôi sao trái tim mà tùm lum trong đây nè, nhìn cũng vui lắm. Và cái màu nhũ này là cái màu nhũ mà Hợp cực kỳ thích, tại vì giữa các cái hạt nhũ mịn là nó sẽ xen thêm những cái hạt nhũ to, nên cái độ lấp lánh nó rất là tốt. Ồ, thiệt á, chắc mua hết full ma bản này quá, tại vì nó rất là đẹp. Cái kim nó có một cái bản, thật ra là có một bản đó. Ừ, ý là trời ơi, đẹp quá hả? Vô ban đêm được bao nổi luôn á. Ok, thì hôm nay Hợp sẽ sử dụng hai bản này để đánh vào mắt kiểu tinh tinh một chút. Khi bàn bạc thì hai đứa quyết định sẽ đổi. Hợp sẽ dùng bảng Paris và Vi sẽ dùng bảng Turkey. Đầu tiên là Hợp sẽ sử dụng cái màu vàng trong bảng này để tán lên làm màu chuyển trước. Thì Vi sẽ sử dụng cái màu này, màu cam nước nước gì đó để đánh toàn bộ vào mắt. Có
cái màu vàng này lên màu khá là ok mọi người, và hợp sẽ blend rộng nó ra luôn nha. Hợp sẽ blend rộng thoát ra khỏi cái phần hốc mắt luôn. Hello, I'm Sunflower. Một đứa thì màu hồng tím, còn một đứa thì màu vàng. Thì sau đó khi mà sau khi mình đánh toàn bộ bầu mắt xong thì Vi sẽ sử dụng cái màu đó để mà đánh ở phần dưới, phần mí mắt dưới. Hợp đang nghĩ là hợp sẽ mix thêm màu này lên. Hợp nghĩ là sau đó hợp sẽ dùng một cây cọ blend bé hơn một chút để tán màu tím này các bạn này. Cũng cướp của người ta nữa. Đó, blend thấp xuống dưới màu vàng một chút xíu. Không biết nó có ra cái gì không? Có làm thử luôn. Thì sau đó thì Vi sẽ sử dụng cái màu tím của hộp á để mà đánh vào hốc mắt. Đánh vào hốc mắt nha. Cái bản này vui. Giá này rất là rẻ nhưng mà lên màu lắm mọi người. Màu đẹp mà. Vi chỉ đánh ở phần hốc mắt thôi để cho nó có cái độ sâu á. Đây là tay đàng hoàng, đây là tay gì? Mày lúc này cũng vậy đó. Thật ra thì gu của hộp là cái gu màu mè đó mọi người. Nhìn thì có vẻ đàn ông vậy thôi chứ tâm hồn rất là bóng lộn bóng lộn. Trong khi mà hộp còn đang blend màu thì Vi sẽ sử dụng tiếp màu khác nữa là màu Kikova. Đây là một màu gì mày? Màu đỏ đất. Màu đỏ đất. Đây. Để mà đánh phần phía đuôi và phía đầu mắt, trừ phần chính giữa ra. Màu mình đánh tay mà không quen không quen. Thầy còn ngu rồi. Thiệt sự luôn á. Giọng nhớ luôn á. Thôi cận mày thế này. Hợp sẽ tán luôn màu vàng vào phần phía dưới nha. Thì phần dưới thì Vi cũng sẽ dùng màu màu này để mà đánh ở phía đuôi á. Thật là bịt rỡ. Thì nó dễ sao. Đúng, cái từ đó đúng rồi đó. Bớt đi. Sau đó thì Vi sẽ dùng nhũ. Đúng rồi. Tiếp theo thì cả hai đứa đều sẽ dùng nhũ. Họ sẽ dùng màu này. Trời ơi, có cái cỏ màu này là màu nhũ ánh vàng cam tên là... Không biết không? Chắc cái tu lơ rẹt. Thì dùng nhũ thì họ sẽ dùng tay để tán luôn màu này rất được. Chắc là Vi sẽ dùng cái nhũ mà họ thích là Cotton Play. Cotton Play. Cotton Palace. Palace. Ok. Lâu đời bằng cotton. À. Thì nó là như vậy. Siêu đẹp. Chủ chủ. Ê, nó có cái ánh xanh cũng đẹp ghê. Ờ, nhìn đẹp mà đúng không? Nói chung là cái màu đó sẽ sắc lắm luôn đó. Mùa về thích nhất màu đó. Nó nổi bần bật luôn á. Hết nắng mẹ ơi. Hết nắng thì coi hết nắng. Dạo này thời tiết ở Nha Trang nó kiểu là lúc nắng lúc râm á. Thời tiết corona. Mang cơ sờ cái từ đâu qua đi. Kinh dị thiệt á. Rồi Vi sẽ sử dụng màu màu nhũ này, màu nhũ màu nó đây. Màu cái tên đảo. Coi Asa Island. Đọc vậy đi. Tại Vi sẽ nhấn ở phần đầu. Mình sẽ đánh nhũ đó luôn vào phần nhũ dưới của mình. Sau đó mình sẽ chọc nhẹ chiếc cọ sang cái bản vật mắt này để mình lấy cái màu mình lấy Vi dùng để nhấn đầu mắt. Thì trong khi mà đợi hộp mà chơi nhũ thì Vi sẽ uống sữa tươi chân châu đường đen. Mấy bạn đã hiểu tại sao nó béo mình chưa? Đâu có, đây là lần đầu tiên đi uống cái này đúng không? Các thông tin. Làm phát hết nửa ly nè. Ai tiền cho tôi là không có tin được đó. Lần đầu tiên tôi lần. Ngọt. Cái màu này nó cũng giống giống cái màu bên bản tao này. Này, chắc y chang này, chắc tông. Đúng á. Tao đang ngon không tao chữ rồi.
Bây giờ thì bấm mi xong nó kẻ mắt xong bấm mi chứ hả? Ừ. Mày kẹp mày dùng cái này chút là mày xíu. Vi sẽ kẻ mắt luôn nha. Thì Vi sẽ sử dụng cái cây này của Miss Tin để kẻ mắt. Nói về kẻ mắt thì hiện giờ trong túi của Hợp không có cái kẻ mắt giá rẻ nào hết, nên Hợp sẽ xài của Bi. Vì Hợp làm cái chút đi. Ý là mày làm cái... Em mày có mang hay loài không? Trời cơ mày mang. Em mày có mang hay loài mà nó mắt. Nhưng tao cũng không mang luôn. Để lấy cái này đánh tại thôi đi. Dựa lắm. Hai con mũi sứ. Cái đó là người lực tặng á. Và trong thời gian chờ Bi kẻ mắt thì Hợp sẽ sử dụng cái cọ này để đánh highlight. Hôm nay cả hai đứa đều cùng mang highlight, hai con nên là tụi mình sẽ dùng luôn cái màu nhũ trong bàn phấn mắt này để làm highlight. Mày nó sẽ hơi coi xem nó cây gì mọi người, cái màu đó nó vui lắm, nghĩ không đẹp lắm rồi dòng này da sờ lên nhớ móc ra được hộp gel kẻ mắt của Tony Moly, cái này giá cũng rẻ nên sẽ có thể xài luôn. Ghét nhất là kẻ nó là kẻ lên rồi mắt á. Mà không kẻ thì xấu. Mà kẻ thì đéo đều. Tức kìa. Tức rồi. Thôi tạm thời là vậy đi. Thì bây giờ Vi sẽ bấm mi luôn nha. Bây giờ đến phần kẹp mi thì Vi... À lộn. Tới phần mascara thì Vi sẽ sử dụng cây này của Maybelline. Đây là cái phiên bản limited mà kết hợp của Alice với lại Olivia. Nói chung là mascara của Maybelline thì không phải bàn rồi, tại vì nó có rất là nhiều dòng. Và dòng này thì Vi thấy nó cũng đều đẹp hết á. Mỗi cái thì nó sẽ phát huy cái tác dụng của riêng từng. Hôm nay hai con sẽ make up tay mà không có lông mi dài mọi người ạ. Nó lãng ghê. Nhưng mà Vi sẽ cố gắng chuốt cho cái mi này nó thật dày lên. Trong khi mi tôi thì ngắn như lông mi gà vậy. Gà có lông mi hả tay? Không, nên tao mới nói. Chút này xong tao sẽ sử dụng thêm cái bit sót nữa. Cái con nó có là được nhiêu. Nhưng mà cái đó xài lâu rồi cho nên nó sợ là nó bị khô bớt. Thôi tao đi, bit sót của tao mới rồi. Ok. Hai đứa đều rất là chuộng mát của Maybelline. Xin. Đâu. Ừ, mới tin luôn. Mới mua hả? Mới xài. Mới xài là mới mua hay là đó hay sao? Là mới mở ra xài, không mở thì lâu rồi. Ô cái này đã rồi á, nó làm dày mi rất là tốt. Độ dài thì không có bằng nhưng mà dày mi thì ok lắm. Rất dày. Hơi vón xíu. Nhưng mà nó phải vón như vậy thì nhìn mi nó mới dài, nó cũng dày đúng không mày? Tùy á. Do mày chút nữa. Mình đỡ hỏi lông mi hơn đi. Cho một chút ở bên dưới nữa. Thì bây giờ Vi sẽ sử dụng highlight. Tại vì không có highlight nên Vi sẽ sử dụng cái màu Luxembourg. Ừ, Luxembourg. Màu này đi. Sao mày bị gãy rồi? Hôm nay Hợp sẽ dùng cây màu này 656 Renew Nude của Maybelline. Cái dòng mà limited. Thực ra nó là màu Calais Cross trong bộ sưu tập cũ. Y chang. Tại vì mắt của Vi nó cũng hơi kiểu hồng tím á, thì Vi sẽ sử dụng cái cây màu Kisses. Đúng không? 660. Thì màu này nói chính xác nó là màu Touch of Spice. Mày nó mày đặt vậy thôi chứ không có gì hết á. Xong rồi Hợp sẽ mix thêm một chút xíu màu 06 của Final Tree và trong lòng môi nữa. Màu này chú có tay, giờ làm sao cho tay. Xem đi. Thì Vi sẽ làm cho cái độ trầm của cái môi Vi nó
nhiều hơn một chút á, thì Vi sẽ sử dụng màu 05 của cây Phytotree. Đẹp ghê. Hai con hỏi là mì ha. Đây là đã trắng xong lên một răng. Mẹ mút ngón tay. Ok. Màu sao lại siêu đẹp nữa. Thì bây giờ thì tụi mình sẽ biến hình. Và đây chính là bọn mình thì đã hoàn thành xong hai makeup look. Thì phong cách của Vi là thiên về kiểu đầm thắm hơn một chút, còn của Hợp thì nó màu mè. Có một vấn đề là tụi mình không có mang theo lông mi giả nên mọi người hãy thông cảm cho cái đôi mắt hơi khói trụ của tụi mình. Và đây cũng là cái video đầu tiên sau Tết của Hợp, nên là nhân cái video này sẽ chúc Tết mọi người luôn, mong là trong năm mới mọi người sẽ luôn đẹp và giàu, đẹp hơn và giàu hơn. Thì Vi cũng hy vọng là những cái sản phẩm mà ngày hôm nay tụi Vi gửi cho các bạn sẽ giúp cho các bạn tìm được cái sản phẩm ưng ý cho mình nha. Và Vi cũng chúc mọi người là hoàn thành tốt những cái dự định mà năm trước chưa hoàn thành được, thì năm nay sẽ càng thành công và rực rỡ hơn nữa. Chúc một năm mới mọi người. Bye bye. Quên mất, mọi người nhớ like và share video cho hai đứa, đồng thời đừng quên subscribe nha. Yeah. Yeah. Bye bye.